buổi sáng nha. Hôm nay mình nhận được cái chiếc NVX 155, thì nó bị tình trạng là khách thay nhớt tại nhà nha, khách thay nhớt tại nhà nhưng mà khách không có quen á, thì khách đã dặn cái con ốc xả nhớt ở dưới đây nè. Ốc xả nhớt ở dưới đây thì nó có hai cái phần xả nhớt nha anh em, trên đời nào biết nè. Con 12 đây là để mình xả nhớt thông thường nha, xả nhớt định kỳ á, còn ở bên đây là cái phần có một cái con ốc ở cái phần đặt cái lọc nhớt vô á, thì con ốc này là lâu lâu mình mới xả một lần để mình lấy cặn từ trong cái lọc ra nha. Còn thay định kỳ thường xuyên thì xả ốc 12, nhưng mà cái trường hợp ở nhà đó thì khách tự thay nha. Thì mình thấy có cái dấu hiệu mở con ốc 12 nhưng nó bị chày, bị xước đầu nè. Chắc là do nguyên nhân nó cứng quá cho nên khách tháo không ra, và khách quay qua tháo con bên đây nha. Tháo con ngay cái lọc nhớt nè. Thì cái phần ốc này là nó bằng nhôm. Nó bằng nhôm thì nói chung là dặn mà trường hợp mà dặn không có đúng găng á, thay vì nó dặn ra nha anh em. Thay vì dặn ra thì chủ xe này lại dặn vô. Dặn vô thì dặn chặt quá đó, gặt mạnh đó, làm cho cái phần nhôm này nó bị nứt và nó xé, nó bứt luôn nha. Thì còn dính ở phần cái chân nhôm ở trong này nè, chủ xe mới bó tay không làm gì được, cho nên mới đẩy lại chỗ mình nhờ mình lấy ra nha. Thì mình đang chuẩn bị lấy ra nè, sẵn mình quay video clip chia sẻ cho anh em luôn nha. Thì ở đây còn là phần lò xo dính trong đây nè, cái lọc nhớt thì nó nằm ở trong đây. Thì lát nữa thì mình đục cái phần này mình lấy ra, thì mình sẽ lấy cái lọc nhớt ra sau nha. Sẵn mình làm thì mình sẽ quay chia sẻ với anh em luôn, để mai muốn anh em có làm thì nên cẩn thận nha. Có những cái trường hợp thì mình có thể xử lý ở nhà, nhưng có những cái trường hợp thì không thể làm được. Thì cái cách lấy cái phần cái ren sơ mi dính kẹt ở trong đây thì mình sẽ làm và chia sẻ cho anh em biết luôn nha, để mai mốt anh em nào mà có gặp cái tình trạng y như gì thì anh em có thể tự xử lý tại nhà nha, để lấy ra. Rồi anh em sử dụng cho mình một cái đục kia mài nhọn nha, cái đục mài nhọn anh em sẽ để vào cái phần cái đầu còn dính lại ở trong cái lốc nha. Mình sẽ tiến hành đục nha, anh em cứ đục nhẹ nhẹ thôi, tại vì cái phần nhôm này nó rất là dễ vỡ nha. Đục nhẹ từ từ để cho nó đi ra, cái chiều ra của nó là anh em cứ đục cái chiều ngược kim đồng hồ nha. Thì mình cứ đục lần lần tới chừng nào mà nó đi ra hết thì thôi nha anh em. Anh em đục nhẹ nhẹ thôi, tránh đục mạnh nha. Đục mạnh thì nó bể thì nó khó lấy hơn. Rồi khi nó có cái chân rồi, bắt đầu anh em sẽ lấy cái tay nha. Anh em sẽ lấy cái tay anh em dặn từ từ ra nha. Rồi đây là cái phần bị gãy ở trong nha. Đây cái phần nhôm này thì nó rất là hay bị gãy ở cái phần chân này, nếu như mà mình dặn bằng cái lực mạnh nha, đặc biệt là dặn vô á, còn dặn ra thì nó cũng ít khi bị, trừ những trường hợp xe đi lâu năm nha. Thì đợt rồi mình cũng có làm cho một cái chiếc S135 S2010 anh em. Thì con ốc xả nhớt ở dưới đó, là cái găng to hơn cái ốc này, nó bị nó cũng bị cái tình trạng nứt thôi, thì nó bị gịnh nhớt chứ nó không có phải là bứt luôn như cái trường hợp này nha. Thì mình cũng đã xử lý bằng cái cách này, mình thì mình cũng đã làm cho khách thành công nha. Cái trường hợp kia thì nó chỉ nứt thôi, nó chỉ nứt thôi chứ nó chưa có bị dở như thế này. Mình cũng đã bằng một cách khéo léo mình cũng đã lấy ra cho khách thay cái nắp mới rồi. Xe này thì nó bị nặng hơn,
thì cái phần gân gân của cái nắp này á, cái gân của cái nắp gin của cái dòng xe Yamaha này á, thì nó xài chung cái gân với cái nắp xúc bắp nha, nó xài chung gân với cái nắp xúc bắp của quay ghim anh em. Thì cái trường hợp mà anh em không có cái nắp gin này của nó để anh em thay á, thì anh em có thể sử dụng cho mình cái nắp xúc bắp của cái dòng xe số quay ghim nha, cái nắp chỉnh cò á, thì cái gân nó xài cũng chung nhau luôn, thì mình có thể lấy cái này gắn vô trong đây để mình xài tiếp nha, thì không phải cần phải mua cái nắp đúng của nó nếu như anh em không có nha, còn anh em có thì anh em có thể lắp đúng cái nắp gin của nó cũng được nha. Nó chỉ có một cái là cái phần nắp gin của nó thì cái chân dẫn ốc thì nó nhô ra hơi xa, thì khi đại vô đây thì anh em dễ xả, anh em dễ dặn nha. Còn cái này thì mình có thể dùng cái cùi điếu á, dùng cái cùi điếu hơi cái đầu hơi dài mình đút vô mình dặn, nhưng cái phần này thì lâu lâu mình mới xả một lần để xả cặn thôi, còn đa số là mình xả bên con ốc xả nhớt này thường xuyên nha anh em. Rồi sau khi mà mình đã lấy cái phần đó ra rồi thì mình sẽ bỏ lại cái phần này y cũ nè, đây mình sẽ dặn lại nha. Xe này thì mình nghiêng qua để mình làm cho nó dễ, tại vì cái hốc dưới này hơi sâu mà mình nếu mà nghiêng ít thì khó mà để mà thấy đường để mà đóng nha. Sáng mình đem ra hai chồng vỏ xe để mình lót ở bên kia để mình làm. Rồi anh em cứ việc dặn chặt lại cho mình là xong nha. Rồi mình sẽ đỡ cái xe lên, dựng chân đứng luôn đi. Rồi sau khi khắc phục lại cái phần cái nắp nó bị gãy thì anh em tiến hành châm nhớt vô là xong nha. Rồi video clip của mình đến đây xin được tạm dừng nha. Chào và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Nếu như anh em có cái cách nào làm hay hơn thì anh em hãy bình luận phía bên dưới cho mình biết nha.